Vậy thì nhân duyên là được ăn học tử tế, được có sức khỏe, nhưng cộng với đúng thời thế được gọi là thiên duyên, thì ắt nó sẽ ra quả. Và cũng có những người sinh ra thì cái nhân duyên nó rất ít, tức là đã sinh ra trong con nhà nghèo, không được học tập, họ phải nỗ lực, vì vậy họ phải tự bù đắp nhân duyên. Còn có những người sinh ra đã được nhân duyên đầy đủ, chân tay đầy đủ, được nuôi ăn học đầy đủ tử tế, thậm chí còn to cao đẹp trai, con nhà giàu, lại thuận thiên duyên, nhưng mà nó thiếu một cái nhân duyên, đó là nỗ lực, cuối cùng nó cũng thất bại, hư hỏng. Vậy thì chúng tóm lại, mỗi chúng ta sinh ra thì mỗi người có một nhân duyên khác nhau, nhưng do trí tuệ chúng ta khác nhau cho nên chúng ta lại chọn được thời thế khác nhau, nó gọi là thiên duyên. Vì vậy đấy là quy luật gì ạ? Nhân quả, nhân duyên quả. Cúc Kim có đặt câu hỏi: thưa thầy, luật hấp dẫn nên đặt luật trong luật nhân quả không ạ? Vì theo luật hấp dẫn, hướng con người gửi năng lượng tốt vào vũ trụ và mong nhận được điều tương ứng. Cả vũ trụ đang cân bằng. Khi mình nhận được như vậy, có phải là người khác sẽ mất đi, nhưng theo đạo Phật lại chuyển hóa tâm thức con người, buông bỏ tham sân si, tin sâu vào luật nhân quả. Vậy liệu có sự trái ngược ở đây không ạ? Kính chúc thầy và cả nhà một buổi tối an lạc. Thưa bạn, ở đây khi mà chúng ta nói đến cái luật hấp dẫn ấy, là bản chất ấy, là chúng ta đang nói về cái tương tác, cái tương tác của cái bên ngoài, của bản thể mình với cái bên ngoài. Ví dụ tôi với bạn có chung một sở thích thì hấp dẫn nhau. Tôi với bạn là có chung một tầng năng lượng thì sẽ hấp dẫn nhau. Còn cái mà trong đạo Phật ấy, mà luật nhân quả ấy, thì nhân mà nói một cách chuẩn hóa gọi là nhân duyên quả nghiệp. Tức là tôi chỉ hiểu cái định nghĩa của bạn, cho tôi định nghĩa lại để chúng ta không bị nhầm lẫn. Thì bạn hình dung là nhân cộng với duyên thì bằng quả, thì chúng ta gọi là luật nhân quả. Vậy thế nào gọi là nhân? Tôi lấy ví dụ, chúng ta sinh ra được gọi, được bố mẹ sinh ra nuôi và lớn lên, có đủ chân đủ tay, có sức khỏe, cũng được cho ăn học đầy đủ để lớn lên. Như vậy mình gọi là được nhân duyên. Nhân duyên tức là nhân duyên này là được cái phước báu của mình, được nuôi dưỡng, được dạy dỗ và đều được trưởng thành như vậy, có chân đủ tay. Như vậy cái đấy gọi là nhân duyên. Nhưng khi khởi nghiệp thì mình không được bố mẹ cho tiền, không có ai cho vay tiền, mình phải bắt đầu từ đầu và mình tự kiếm tiền, mình tự làm mọi thứ, và nó được sinh ra vào đúng cái thời thế, đúng cái thời thế mà lại sử dụng được cái điểm mạnh của mình, người ta gọi là thiên duyên. Cho nên người ta gọi là thiên thời địa lợi nhân hòa đấy. Thiên duyên bao gồm cả địa đấy, thiên và địa nó thuận. Vậy thì nhân duyên là được ăn học tử tế, được có sức khỏe, nhưng cộng với đúng thời thế được gọi là thiên duyên, thì ắt nó sẽ ra quả. Và cũng có những người sinh ra thì cái nhân duyên nó rất ít, tức là đã sinh ra trong con nhà nghèo, không được học tập, họ phải nỗ lực, vì vậy họ phải tự bù đắp nhân duyên. Còn có những người sinh ra đã được nhân duyên đầy đủ, chân tay đầy đủ, được nuôi ăn học đầy đủ tử tế, thậm chí còn to cao đẹp trai, con nhà giàu, lại thuận thiên duyên, nhưng mà nó thiếu một cái nhân duyên, đó là nỗ lực, cuối cùng nó cũng thất bại, hư hỏng. Vậy thì chúng tóm lại, mỗi chúng ta sinh ra thì mỗi người có một nhân duyên khác nhau, nhưng do trí tuệ chúng ta khác nhau cho nên chúng ta lại chọn được thời thế khác nhau, nó gọi là thiên duyên. Vì vậy đấy là quy luật gì ạ?
nhân quả, nhân duyên quả. Đấy, thì tự ắt nó sẽ ra quả. Vậy thì để bạn hình dung ra cái khái niệm nhân quả và khái niệm luật hấp dẫn nó sẽ khác nhau. Khái niệm nhân quả là để cho mình tư duy, hành động một cái việc để đi đến kết quả. Còn cái luật hấp dẫn thì nó đơn thuần, nó chỉ là cái câu chuyện mà tôi với bạn có thể hấp dẫn được nhau hay không, là nhờ cái duyên gì, để sau đó để chúng ta duy trì cái duyên đó, để chúng ta kết nối. Thế còn hiện nay thì người ta cho rằng cái luật hấp dẫn là cái gì nghĩ trong đầu thì có trong tay, thì không có đúng. Vì cái đấy nó chính là cái bài toán của ngũ lực. Bạn làm cái gì đầu tiên bạn phải có niềm tin. Và khi bạn tin vào cái việc đó rồi thì bạn sẽ nghĩ thường xuyên về việc đó. Thì bạn tin thì bao giờ bạn cũng nỗ lực hơn, nỗ lực hơn người khác khi bạn làm việc đó với cái người không tin. Cho nên khi bạn tin một việc gì bạn làm được thì bạn được một cái lực trong ngũ lực, đó là tín lực, bao gồm tín lực, tấn lực, niệm lực, định lực và tuệ lực trong 37 phẩm trợ đạo. Cái này gọi là ngũ lực. Rồi, như vậy để bạn hiểu rõ hơn về cái khái niệm nhân quả và cái khái niệm về luật hấp dẫn, không là mình hiểu sai. Rồi ạ, xin cảm ơn. Trường huấn luyện doanh nhân CEO Việt Nam, nơi kiến tạo thế hệ doanh nhân thành công và hạnh phúc.